cái Kubota L124 để rất khỏe, đang bừa cấy để đồng ruộng. Làm một cái bừa, một cái ván mõ này xong. Miền dùng miền Bắc mình đây làm máy 24 là vừa 24 và đến 26. 24 là làm lúa đó. Làm cấy thì mình làm con làm màu là làm con 26 động cơ 4 máy chuyển thể là ép luống luôn. Nhưng máy 24 là ép luống là hơi đuối. Máy rất khỏe. Máy này vừa mới lấy bãi giá là 175 triệu bao gồm đầu và dàn sới. Cũng rất đắt, dòng đầu ăn cũng đắt. Máy nổ, nghe tiếng máy nổ rất êm. Đài cứng. Trường quá. Một lấn pha dọc theo luống cày, một lấn chạy kép ngang ruộng là khoảng cũng là tương đối rồi. Nhà nhiều chứ anh, không có máy làm vất bừa bao giờ xong cái bãi này.
dịch những dòng đời mới. Mua máy hay nó đồ đoàn của máy rất im. Rồi đây giao lưu với bác Tài. Hôm nay dưới anh vẫn làm đây. Nước không? Ôi giời, nước tràn trề, làm không làm nước nó hết thì nó lại hút đây. Đây dòng này hơi ít nước. Đấy.